nay em về cho quý bác anh chị nhà mình một mẫu 7 chỗ hàng độc quý bác anh chị nhá. Một chiếc Toyota Innova, chiếc này sản xuất 2008 và số tự động quý bác anh chị nhá. Cái điều đặc biệt là số tự động thì bên em cực kỳ hiếm nhá. Cả năm mới về được một em. Đấy, và chiếc này thì phải nói là cực chất và đại chất. Và chiếc này mang nước sơn cũng khá là độc luôn. Nước sơn màu đen quý bác chị nhé. Màu đen thì cũng rất là ít. Innova màu đen thì cũng thuộc vào hạng độc rồi quý bác chị nhé. Và sau đây em quay chi tiết để quý bác anh chị cùng xem và trải nghiệm cái mẫu Innova 2008 mà còn đẹp đến mức như thế nào quý bác chị nhé, như 2018 luôn. Đấy. Cặp đèn pha như bác đã thấy đây còn rất mới luôn quý bác chị nhé, như những con số sàn mà 2008 bên em thì những cái cặp đèn này chạy dịch vụ nhiều nên là có cái sự rạn nứt và ố vàng. Rồi những con này thì không hề bị ố vàng quý bác chị nhé. Còn cực kỳ trong, cực kỳ mới này. Đấy, nước sơn màu đen. Đấy, đèn bóng luôn quý bác chị nhé. Cực kỳ đẹp, tất cả phần gân ga trên nắp cabo còn rất đẹp luôn quý cô bác anh chị nhé. Đấy, mặt ca răng như bác đã thấy đây. Đấy, mặt ca răng còn cực kỳ mới. Đấy, 2020 cũng không có cái mặt ca răng như này quý bác anh chị nhé. Đấy, cái lớp mạ chrome này còn cực kỳ mới luôn quý bác anh chị nhé. Cực kỳ mới luôn này. Đấy, logo này đẹp này. Chiếc này được neo biển Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên các bác chị nhé. Đấy, đèn gầm này được trang bị đèn halogen. Đấy, sơn xi cực kỳ đẹp các bác chị nhé. Một mẫu phải nói là độc nhất vô nhị. Đấy, cực kỳ đẹp các bác chị nhé, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Sang bên phần thân xe như các bác đã thấy đây. Đấy, lốp cực kỳ dày dặn và vành không một vết xước quý bác chị nhé, vành phay. Đấy, lốp dày. Đấy, nó đẹp thì đẹp đủ thứ quý bác chị nhé, đẹp đều, đẹp đủ thứ luôn. Đấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đấy, sơn xi đẹp, tất cả các cái phần khe cánh cửa còn rất khít quý bác chị nhé. Đấy, rất khít, rất là mới, rất là đều luôn quý bác chị nhé. Từ những cái nước sơn này như bác đã thấy đây, xi nhan được tích hợp trên gương này. Đấy, sơn xi cực kỳ sạch đẹp từ những cái mép của ba là sốc này. Đấy, còn khá là khít quý bác chị nhé, khá là khít luôn. Đấy, lốp láp dày này như bác đã thấy đây, lốp cực kỳ dày dặn quý bác chị nhé. Đấy, kính 2008 nguyên zin này, nguyên zin quý bác chị nhé, sơn xi sạch đẹp này. Đấy, chiếc này được ốp mạ chrome phần tay nắm cửa quý bác chị nhé, và vè mưa đầy đủ này. Đấy, nhìn cực kỳ tươi mới quý bác chị nhé. Một chiếc xe mà không chạy dịch vụ thì quý bác anh chị nhìn thấy ngay luôn. Đấy, bởi vì chiếc này số tự động, thông thường số tự động thì không mấy khi là chạy dịch vụ quý bác chị nhé, thông thường là không chạy dịch vụ. Đấy, chỉ chạy gia đình thôi nên là còn chất và đại chất quý bác chị nhé. Đây, lốp bên đằng sau bên lái đây như bác đã thấy đây. Đấy, vành không một vết xước quý bác chị nhé, vành không một vết xước. Đấy, quá đẹp cho một mẫu Toyota Innova sản xuất 2008 mà sơn xi còn đẹp này, còn cứng như này quý bác chị nhé. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, sang bên phần đuôi xe như bác đã thấy đây.
Đó, xe được trang bị cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ này. Đấy, cặp đèn hậu hai bên còn rất mới luôn quý anh chị nhá. Tất cả phần nhựa như bác đã thấy đây, còn rất đẹp luôn quý anh chị nhá. Đấy, còn rất đẹp luôn, sơn xì quá đều quá đẹp luôn quý anh chị. Nhìn một chiếc xe còn rất cứng, rất đẹp. Đấy, phần mạ chrome như bác đã thấy đây còn rất mới, rất trong, rất mới luôn quý anh chị nhá. Xe đã được bác chủ lắp cả cảm sau này. Đấy, cảm sau cho quý anh chị nhà mình rồi. Đấy, sơn xì quá đẹp luôn quý anh chị nhé. Một chiếc 7 chỗ Toyota quá đẹp, quá chất quý anh chị nhé. Phải nói là dòng Toyota này thì là những dòng siêu bền, siêu tiết kiệm rồi quý anh chị nhé. Mà chiếc này lại không dịch vụ nữa thì lại còn không dịch vụ thì còn cực chất quý anh chị nhé. Đây, 4 lốp còn rất mới luôn. Các bác mua chiếc này đã lái 4 quả lốp rồi. Đấy, lái nguyên 4 quả lốp rồi quý anh chị nhé. Đây, quá đẹp luôn. Kính nguyên zin, tay nắm cửa được úp mạ chrome này. Đấy, kính zin theo đời luôn quý anh chị nhé, kính zin theo đời luôn này. Đấy, quá đẹp luôn. Và sau đây tiến vào khoang nội thất để quý cô bác anh chị thấy cái độ chất, độ đẹp của một chiếc Toyota Innova mà sản xuất 2008 mà đẹp không khác gì những chiếc 2018 quý anh chị nhé. Đấy, từ những phần tabi cánh cửa như bác đã thấy đây, tabi cánh cửa. Đấy, rồi phần sơn giả vân gỗ này. Đấy, còn rất đẹp nhé. Đấy, xe cam kết với quý bà chị keo chỉ này, cánh lái còn nguyên zin hết nhé quý bà chị nhé. Đây, em quay qua cho các bác xem cái cánh lái thôi. Đây, đấy, ốc ga còn chưa có vết tháo vặn quý bà chị nhé, rất đẹp luôn. Đấy, nội thất như bác đã thấy đây, chiếc 2008 mà trần bọc ni lông từ mới lên còn rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Đấy, tabi tablo đẹp này. Đấy, phần sơn giả vân gỗ còn rất mới luôn quý anh chị nhé. Đây, đấy, tablo quá chất quá đẹp luôn, quá chất quá đẹp quý anh chị nhé. Đây, rất tươi mới luôn, cực kỳ đẹp. Tất cả phần nhựa còn rất đẹp quý anh chị nhé. Chiếc này được trang bị màn hình Android, màn hình OLED là màn hình đẹp nhất của dòng Android rồi. Đấy, khá là đắt tiền quý anh chị nhé. Đây, đấy, phần điều hòa được điều chỉnh ở đây. Tất cả phần nhựa như bác thấy đây, rất mới luôn quý anh chị nhé, rất mới. Hộp số tự động đây. Đấy, vô lăng đẹp quý anh chị nhé, vô lăng đẹp. Đấy, cái này mòn theo thời gian thôi quý anh chị nhé. Cái này thì không đánh giá là người đi ít đi nhiều được, bởi vì có những người là mồ hôi tay ra rất nhiều nên là cái này có thể là bị bong, không đánh giá được là đi ít đi nhiều ở cái logo này quý anh chị nhé. Tại vì mồ hôi, những người mồ hôi nhiều thì ra đây nó sẽ có muối mặn nên rất dễ bong cái này quý anh chị nhé, nên không đánh giá được. Con này là đi cực kỳ ít luôn quý anh chị nhé. Đây, tất cả phần nhựa như bác đã thấy đây còn rất tươi mới luôn, 2008 như hai không khác gì 2018 luôn. Ghế da còn rất đẹp luôn ạ, ghế da căng mỏng này, ghế căng mỏng còn rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Ghế da quá đẹp luôn quý anh chị nhé. Đấy, tắp lô đẹp này. Đấy, trần lấy nguyên bản như mới luôn quý anh chị nhé. Đấy, quá đẹp cho một mẫu Innova sản xuất 2008. Đây,
các bác nhìn phần táp ly này, táp ly đằng sau bên phụ này còn rất tươi mới luôn này, rất tươi mới luôn các bác chị nhá. Đây ghế da như các bác đã thấy đây, quá đẹp luôn. Táp ly cánh cửa đằng sau này. Kèo chỉ có nguyên zin hết quý bác chị nhé. Xe đại chất, cực kỳ chất luôn quý bác chị nhé. Đây lắp cốp đít đây, ốc phần ốc cốp đít còn chưa có vết tháo vặn quý bác chị nhé. Tất cả nguyên zin hết này, kèo chỉ nguyên zin nhé. Tất cả ốc cốp đít còn chưa có vết tháo vặn cơ, nguyên zin zin nét hết. Tất cả phần nhựa như bác đã thấy đây. Đấy, những chiếc xe không chạy dịch vụ phần nhựa này còn rất đẹp quý anh chị nhé. Phần nhựa này còn rất đẹp luôn. Đấy, đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ trong ra ngoài quý anh chị nhé. Đây. Đấy, phần nhựa đây. Quá tươi, quá mới luôn. Đấy, trần này. Đấy, được bọc ni lông từ mới quý anh chị nhé. Đấy, rất đẹp luôn, nội thất đây. Đấy, gây ra đẹp. Bác chủ rất cẩn thận luôn. Đấy, cắt cho nó một tấm lót nó sàn này để đồ để cho nó đỡ bẩn các bạn, rất là cẩn thận luôn. Đấy, quá đẹp cho một mẫu Innova số tự động. Gầm chiếc này còn sáng choang các bạn chị nhận đây. Quay qua các bạn xem gầm đây. Đấy, gầm còn chưa rửa nhé. Đấy, nó còn đen nhánh luôn này. Đấy. Đấy. Mời các bạn xem qua phần gầm này. Đấy. Đèn kíp luôn. Và để xem lốt vào phần khoang máy để quý bác chị còn có thể đánh giá được cái mẫu Innova, cái độ máy chất máy zin như nào quý bác chị nhé. Chiếc này máy zin nên là đặc luôn. Đấy, chiếc này đấy, Toyota Innova sản xuất 2008 đây. Đấy, bác xem này. Đấy, ốc mặt máy còn chưa có vặn được. Máy cực kỳ khô ráo luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác chị nhé. Tất cả phần nhựa các bác thấy đây còn đen nhánh luôn. Đấy. Răng này, tất cả răng là nguyên bản nguyên zin hết các anh chị nhé. Đây, đấy, ông cabo đây, ông cabo còn chưa có vết tháo vặn các anh chị nhé. Đấy. Quá đẹp luôn các anh chị nhé. Quá đẹp cho một mẫu Toyota Innova sản xuất 2008. Đấy, số tự động bản 2.0 cực chất. Dĩ nhiên rồi, những dòng số tự động này thì xe không chạy taxi, không chạy dịch vụ thì mới xe mới được đẹp như thế này quý bác chị nhé. Nếu những chiếc xe số sàn mà chạy dịch vụ thì dĩ nhiên là sẽ không còn cứng, không còn được đẹp như thế này quý bác chị nhé. Chiếc này đang được bên em chào bán với giá loanh quanh 300 triệu đồng thôi. Quý cô bác ai sở hữu được một mẫu 7 chỗ đấy, số tự động đấy, cực chất đại chất các bác chị nhé. Đấy, để mà nói về độ bền, độ chất thì không có thể dòng nào có thể so bằng được các bác chị nhé. Phải nói như vậy. Mới giá thành thì chỉ có loanh quanh 300 triệu đồng thôi mà đã sở hữu được một em 7 chỗ siêu lành, siêu bền, đấy, siêu tiết kiệm. Đấy. Quá ok cho một mẫu 7 chỗ. Các bác nào muốn chốt chiếc xe này và đang cần tìm một chiếc số tự động mà 7 chỗ số tự động mà siêu bền, siêu tiết kiệm thì các bác có thể liên hệ ngay về đầu hotline 0979979111 nhé. Để em sẽ chốt cái giá cho các bác cái giá tốt nhất.
giá yêu nhất có thể. Cảm ơn các bác đã xem tin, các bác vào xem ủng hộ em những lượt like, lượt share và đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu mới nhất bên em cập nhật về. Chúc quý bác anh chị lựa chọn được những mẫu xe ưng ý cho gia đình nhà mình sử dụng nhé. Xin hẹn quý bác anh chị vào những video tiếp sau. Xin chào và hẹn gặp lại.